Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Hà Nội Đẹp. Những hình ảnh mà các bạn vừa mới xem chính là con đường đau khổ nhất Hà Nội mà mình muốn đề cập tới trong video này. Nằm ở phía nam thủ đô, đường Nguyễn Cảnh Dị thuộc địa phận phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Chiều dài tuyến đường này là 1,3 km. Điểm đầu giao cắt với đường Nguyễn Hữu Thọ, kết thúc ở giao cắt với phố Định Công tại cầu Định Công. Đoạn đường mà mình muốn nhắc tới chỉ dài có 500m. Thật sự rất khó tin khi mà tại thời điểm này, năm 2022, Hà Nội vẫn còn tồn tại một tuyến phố với mặt đường nham nhở bùn đất, hàng trăm ổ gà, ổ voi là nỗi ám ảnh nhiều năm nay đối với người dân khi tham gia giao thông trên con đường này. Theo quy hoạch phân khu đô thị thì tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài nằm trong ranh giới khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng. Tuy nhiên đến nay, con đường này được người dân sống trong khu vực đặt tên là con đường đau khổ vì mãi mà vẫn chưa hoàn thành. Được biết tuyến đường này hình thành cách đây trên 20 năm, mới đầu chỉ là con đường đất nhỏ ven bờ sông. Đến những năm 2000 thì được mở rộng và giải nhựa asphalt nên rất sạch sẽ, thông thoáng, thuận tiện cho người dân lưu thông ra đường Giải Phóng và các tuyến giao thông khác trên địa bàn quận. Song do liên tục phải oằn mình chống đỡ các phương tiện trọng tải lớn ra vào các bãi tập kết vật liệu xây dựng, nhưng lâu ngày không được duy tu sửa chữa nên hiện nay toàn bộ lớp nhựa trên mặt đường đã bị bong chóc và gãy vỡ. Lầy lội, bẩn thỉu là cảnh người dân hàng ngày phải trực tiếp chịu đựng. Con đường ven sông Lừ này nhìn giống như bãi bom thời chiến tranh. Hàng trăm ổ voi, ổ gà lồi lõm trên mặt đường. Ngày nắng nóng như mấy hôm nay thì bụi bặm, ngày mưa gió thì lầy lội, bùn lỏng như cháo loãng. Tối đến là toàn bộ đoạn tuyến chìm trong bóng tối vì không có hệ thống chiếu sáng công cộng, tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn giao thông và mất an ninh trật tự. Thực tế thì tình trạng người đi xe máy gặp tai nạn khi đi qua đây diễn ra thường xuyên, nhất là vào các buổi tối, người dân đâm phải bãi rác hay vũng nước ngày nào cũng diễn ra. Các phương tiện đa phần đều né tránh đi vào đoạn đường này, chủ yếu mọi người lựa chọn tuyến đường Trịnh Đình Cửu bên kia sông để thay thế. Hiện nay tuyến xe buýt số 84 Mỹ Đình Linh Đàm có lộ trình đi qua đây. Vì xe buýt có kích thước tương đối dài, thế nên không thể lựa chọn hướng đi qua cầu bê tông gần đó để sang bên phố Trịnh Đình Cửu, buộc phải đi bên này sông, qua đoạn đường 500m đau khổ. Trải nghiệm của hành khách ngồi trên xe buýt khi đi qua đây thật là kinh khủng, làm chúng ta nhớ lại những cảnh trong bộ phim Chuyện Nhựa Chuyến Xe Bão Táp nổi danh một thời. Nếu các bạn thấy video thú vị thì hãy like và subscribe cho kênh Hà Nội Đẹp nhé! Hiện nay, đoạn đường này đón tiếp chủ yếu là xe tải vừa và cỡ lớn chở vật liệu xây dựng qua lại. Thi thoảng có một vài chủ xe SUV cao hứng muốn thử khả năng off-road của xe cũng đi vào đây để trải nghiệm cung đường hiếm có khó tìm tại thủ đô. Theo ghi nhận thì đoạn đường này có dải cây xanh rất dày. Nhìn từ trên cao xuống, đoạn đường như một ốc đảo. Các bạn sẽ có cảm giác giống như một con đường đất thanh bình ở ngoại ô, chạy băng qua một cánh rừng nhỏ, rất êm đềm. Khác hẳn với vẻ huyên náo, ồn ào ở phía bên kia sông. Nếu đoạn này mà được cải tạo lại, giữ nguyên hàng cây xanh hiện có, thì chúng ta sẽ có một đoạn đường ven sông rất đẹp và xanh mát. Chính ra thì đường Trịnh Đình Cửu còn nắng nóng và bụi bặm hơn ở bên này rất nhiều. Nếu bạn nào đang sở hữu xe SUV mà muốn thử xe, thì không phải đi đâu xa cả. Cứ tới đây mà test xe miễn phí. 500m là đủ để test xe rồi. Chúng ta có địa hình trơn trượt, bùn lầy, hố sâu đá sỏi ngập nước, hố trũng so le, lại được tặng thêm combo các đụn rác thải vật liệu xây dựng, rác thải sinh hoạt ở hai bên đường nữa. Để tăng cảm giác phấn khích, khuyến cáo các bạn nên mở cửa kính trong suốt quá trình chạy xe ở đây để cảm nhận thêm thứ không khí nồng nồng đặc trưng ở nơi này.
Nói vui vậy thôi, chứ thật sự có việc phải đi ngang qua đây thì đúng là cực hình các bạn ạ. Cách đây độ 6 đến 7 năm, đoạn đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài này cũng đã được tu sửa. Nhưng mình nhớ không nhầm là hồi đó họ chỉ cho sửa chữa đơn giản, không phải là đại tu quy mô lớn. Thế nên chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng hư hỏng xuống cấp lại tái diễn. Đặc biệt, một phần cũng là do các xe tải hổ vồ trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng quá tải tàn phá. Do đợt tu sửa đó không được bổ sung hệ thống cống thoát nước mưa, nước không có chỗ thoát, đọng lại trong nhiều ngày sau mỗi trận mưa lớn. Việc này âm thầm phá vỡ kết cấu mặt đường nhựa, trong khi nền đường bên dưới lại quá yếu. Xe quá tải chạy rầm rập đi qua ngày đêm, gây sụt lún. Lâu ngày hình thành các hố sâu, vệt bánh xe đan xen nhau suốt chiều dài 500m. Đoạn đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài nằm trong dự án định công Đại Kim mở rộng. Dự án này có quy mô khá lớn. Thực tế thì hiện nay nằm ngay cạnh tuyến đường là tổ hợp nhà ở liền kề và chung cư của một dự án đang được triển khai xây dựng. Dự kiến sẽ bàn giao cho khách hàng vào quý 4 năm nay. Một nhân viên tư vấn bán hàng cho biết dự án này hiện chưa mở bán nhưng đã có mức giá dự kiến là 38 cho đến 40 triệu đồng một mét vuông. Ảo thật đấy. Không rõ có vướng mắc gì mà chính quyền sở tại cũng như thành phố vẫn để một đoạn đường như vậy còn tồn tại ngay giữa lòng một khu đô thị trên địa bàn thủ đô. Không hiểu đơn vị kinh doanh bất động sản sẽ giới thiệu dự án cho khách hàng như thế nào khi mà tuyến đường giao thông chính phía trước mặt công trình nhìn nó lại thảm hại như thế. Bỏ ra cả đống tiền mua căn hộ mà đường vào như ruộng cầy thế kia thì cũng thật là đáng nể. Được biết, nằm ngay gần đó, khu đất phía sau Gazabad thuộc phường Đại Kim tương lai sẽ là tổ hợp trung tâm thương mại Aeon Mall Hoàng Mai. Với tổng diện tích là 234.000m2, đây sẽ là tổ hợp lớn nhất của tập đoàn này tại Việt Nam với số vốn lên tới 280,7 triệu đô la. Hiện tại, việc triển khai xây dựng trung tâm thương mại này đang bị chậm tiến độ vì một số vướng mắc liên quan đến thu hồi đất. Tổ hợp Aeon Mall Hoàng Mai khi xuất hiện sẽ kích thích một loạt các dự án hạ tầng quanh đó, bao gồm cả đường vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng Giải Phóng, dự án cải tạo xây dựng hạ tầng kỹ thuật quanh Hồ Định Công, cùng một loạt tuyến đường nội khu thuộc dự án khu đô thị mới Đại Kim Định Công mở rộng. Chắc chắn các nhà đầu tư của tổ hợp Aeon Mall Hoàng Mai sẽ không hề muốn thấy một đoạn đường xấu kinh khủng như vậy xuất hiện ngay gần công trình lớn mà họ dự định xây dựng. Chỉ là không rõ đến khi nào thì đoạn tuyến 500m này mới được các cơ quan quản lý ngó tới. 500m con đường đau khổ này có lẽ sẽ không thể sửa chữa đơn thuần mà phải là xây dựng mới hoàn toàn phần nền móng, xây dựng mới cống thoát nước mưa và hạ tầng kỹ thuật đi kèm thì mới có thể hy vọng sử dụng được lâu dài trong tương lai, tránh tái diễn tình trạng hư hỏng nặng như hiện tại. Kiến nghị nên giữ lại hàng cây xanh tốt phía bên bờ sông, chỉ nên cắt tỉa cành để tạo cảnh quan đẹp cho tuyến đường khi hoàn thành. Vì toàn bộ 500m phần đường Nguyễn Cảnh Dị đã nát, nên các phương tiện có nhu cầu đi qua khu vực này phần lớn phải sử dụng đường Trịnh Đình Cửu để di chuyển. Vì thế nên tuyến đường Trịnh Đình Cửu thường ùn ứ vào giờ cao điểm, nhất là tại đầu cầu bê tông nối Trịnh Đình Cửu sang Nguyễn Cảnh Dị.
Không rõ vì nguyên nhân gì mà các đơn vị thi công lại làm phần mặt cầu nhô cao hơn hẳn so với bờ sông hai bên như vậy, khiến cho các phương tiện, đặc biệt là ô tô, đi lại rất khó khăn. Vừa phải cua gấp, ngoặt tay lái, vừa phải leo và xuống dốc, làm tốc độ lưu thông bị chậm lại đáng kể, dẫn đến ùn tắc cục bộ cho cả tuyến đường. Việc chậm trễ cải tạo đoạn tuyến 500m của đường Nguyễn Cảnh Dị đã làm ảnh hưởng rất lớn tới giao thông của cả một khu vực. Để cho tuyến đường nhếch nhác, bẩn thỉu như vậy trong nhiều năm cũng gây nên sự bức xúc trong dư luận người dân. Chất lượng cuộc sống giảm đi nhiều vì các vấn đề liên quan đến môi trường, cảnh quan khu vực bị ảnh hưởng. Tình trạng xuống cấp của tuyến đường nối từ phố Nguyễn Cảnh Dị đến đường Định Công đã diễn ra quá lâu và đang ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân trong khu vực, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Mong rằng chính quyền và cơ quan chủ quản sớm phối hợp với chủ đầu tư đi tìm biện pháp giải quyết dứt điểm những tồn tại trên để tuyến đường nhanh chóng được thi công, sớm đồng bộ với hệ thống đường giao thông trên địa bàn quận, nhằm đảm bảo sự thuận tiện và an toàn cho người dân. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Xin hãy để lại ý kiến để chúng ta cùng thảo luận nhé! Rất mong các bạn ủng hộ kênh. Video tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sắp tới. Mình là Thế Anh của Hà Nội Đẹp. Nếu các bạn thấy video thú vị thì hãy like và subscribe cho kênh Hà Nội Đẹp nhé!